U23 Indonesia thi đấu quá bất cẩn, thiếu động lực ở trận thua U23 Đài Bắc Trung Hoa, tờ Bowler chạy dòng tít về trận thua của đội nhà. Ở lượt trận thứ hai tại bảng F1 bóng đá Nam ASEAN 2023, U23 Indonesia tưởng như sẽ không gặp nhiều khó khăn để giành trọn 3 điểm trước U23 Đài Bắc Trung Hoa. Đội quân của huấn luyện viên Indra F. Safri cầm bóng tới 81%, làm chủ thế trận đúng như dự đoán của giới chuyên môn. Tuy nhiên, bất ngờ lớn đã xảy ra khi U23 Đài Bắc Trung Hoa mới là đội có được thắng lợi chung cuộc với tỷ số 1-0. Cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu là U Sen Yu. Bàn thắng được ghi ở phút 47. U23 Indonesia thất bại khi huấn luyện viên Indra F. Safri quyết định xoay tua đội hình. Ảnh Linh Đan nhận xét về lối chơi của U23 Indonesia, tờ Bowler phân tích, U23 Indonesia chơi bóng mà thiếu đi động lực cần thiết ở trận đấu này. Đội bóng gặp khó khăn thấy rõ trong việc triển khai lối chơi. Các đợt tấn công của U23 Indonesia đều bị chặn lại trước vòng cấm đối phương. Việc 23 Đài Bắc Trung Hoa tập trung phòng ngự số đông càng khiến mọi thứ trở nên bế tắc với U23 Indonesia. 10 phút cuối trận, các cầu thủ Indonesia không biết làm gì khác ngoài việc thực hiện những quả treo bóng vào vòng cấm. U23 Indonesia có 3 điểm, hiệu số cộng 1 sau 2 lượt trận. Nói về tình huống để đối thủ xâm nhập vòng cấm và dứt điểm thành bàn ở phút 47, Bowler bình luận, các hậu vệ U23 Indonesia dường như không có được sự cảnh giác cần thiết khi đối phương áp sát khung thành. Bóng dễ dàng được luân chuyển sang cánh phải, sau đó đến chân U Sen Yu trong tư thế không bị ai kèm. Vậy là U23 Indonesia thủng lưới một cách dễ dàng. U23 Đài Bắc Trung Hoa đã thua U23 Triều Tiên ở trận mở màn. Trong khi đó, U23 Indonesia lại thắng U23 Kyrgyzstan. Có lẽ vì thế mà huấn luyện viên Indra F. Safri đã mạnh dạn xoay tua đội hình.